quý khách đã biết ưu điểm của nhượng quyền thương hiệu. Đầu tiên là giảm thiểu rủi ro thương hiệu. Tại sao lại như vậy? Vì thông thường các thương hiệu muốn nhượng quyền thì họ sẽ có sẵn một thị phần khá rõ ràng trên thị trường, đã có uy tín và độ nổi tiếng nhất định. Vì vậy nên khi bạn nhận nhượng quyền thương hiệu cũng sẽ có một lượng khách sẵn có, giúp giảm thiểu rủi ro tồn đọng hàng hóa hay là không có khách. Thứ hai, chất lượng được đảm bảo. Đa phần thì các hệ thống chuỗi cửa hàng nhượng quyền sẽ được giám sát rất chặt chẽ về mặt chất lượng. Bộ phận quản lý nhượng quyền luôn cố gắng để chất lượng các chi nhánh được đồng đều, vì chỉ cần một mắt xích lòng có thể gây thiệt hại đến cả chuỗi nhượng quyền của thương hiệu. Thứ ba, hệ thống đã được quy trình. Khi nhượng quyền thương hiệu, các quy trình được vận hành kinh doanh thiết lập được hệ thống hóa. Điều này giúp mọi việc dễ quản lý cũng như rõ ràng hơn khi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thứ tư, hỗ trợ tối đa từ chủ nhượng quyền. Đây là ưu điểm lớn của nhượng quyền thương hiệu từ chủ nhượng quyền, có nghĩa vụ phải hỗ trợ tối đa các bên nhận nhượng quyền từ việc pháp lý, bài trí và marketing. Điều này làm bên nhận nhượng quyền dễ thở hơn cho việc quản lý và vận hành quản lý. Thứ năm, được đào tạo bài bản. Bạn cũng biết đó, về đào tạo nhân viên là không hề dễ dàng. Thế nhưng khi bạn nhận nhượng quyền thì tất cả nhân viên của các bên nhận nhượng quyền sẽ được đào tạo từ A đến Z các điều cần biết về thương hiệu. Mọi thứ được trình bày bài bản và chuyên nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Cà Phê Bao Cấp .com xin kính chào quý khách. Công ty chúng tôi chuyên nhượng quyền và setup, thiết kế, thi công, xây dựng các quán cà phê bao cấp Hoài Cổ, Mậu Dịch, Trị Gia, Hội An, đặc thù của ba miền Bắc Trung Nam, có tư vấn thiết kế thi công các nhà hàng ăn uống bao cấp, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn phục hồi các điểm làm ăn kém hiệu quả, xây dựng, setup, thiết kế và nhượng quyền thương hiệu cà phê bao cấp, các homestay. Đồng thời, chúng tôi có thu mua, bán, trao đổi các loại bàn ghế, cửa tủ, chạn bát, đồ vật gia dụng, chế đồ cũ, hòm đạn, súng, ống nhòm, cò xí, ba tôn, đồ lính, đồ cổ, đồng, đá, gốm sứ và các đồ thời bao cấp khác. Chúng tôi đã có những đối tác nhượng quyền trải dài 50/63 tỉnh thành trong cả nước như bao cấp cơ sở Thuận Hành Bắc Ninh, bao cấp cơ sở Bắc Hà Lào Cai, bao cấp cơ sở Thiên Đường Bảo Sơn, bao cấp cơ sở FPT Thạch Hòa Thạch Thất Hà Nội, bao cấp cơ sở Trúc Sơn Trương Mỹ Hà Nội, bao cấp cơ sở IEC Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội, bao cấp cơ sở Như Quỳnh Hương Yên, bao cấp cơ sở Phủ Quốc Quốc Oai Hà Nội, bao cấp cơ sở Hồ Văn Quán Hà Đông Hà Nội, bao cấp cơ sở Phố Mới Lào Cai, bao cấp cơ sở Thái Nguyên, bao cấp cơ sở Phú Yên Sơn La và còn rất nhiều cơ sở khác. Đến với các cơ sở nhượng quyền của chúng tôi, bạn sẽ có được một không gian hoài cổ gần gũi thư giãn với những góc bài trí đầy hoài niệm, gợi nhớ về một thời bao cấp đầy khó khăn của ông cha. Chúng ta sẽ có những bức hình check-in cực chill được thiết kế set-up bằng những vật liệu tái chế rất tinh tế và nhân văn, kèm các đồ uống cực hấp dẫn trong một menu thật phong phú. Kính mời quý khách liên hệ tư vấn và đặt bàn qua hotline và địa chỉ tại đường dẫn trên mặt màn hình, liên hệ nhượng quyền và làm quán cô Zalo, Facebook, Fanpage, Website, YouTube, TikTok qua hotline 0989 898 170, xem sản phẩm tại website khoacafebaocap.com. Hệ thống nhượng quyền cà phê bao cấp cam kết sẽ mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng, các đối tác, thương nhân đã luôn tin tưởng nhận quyền thương hiệu, sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Được trân trọng kính mời lên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Cà Phê Bao Cấp .com Limited Company, tự tin cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất.